Ok, xin chào các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình giới thiệu về cách vệ sinh máy sấy Electrolux. Thì cái máy vệ sinh máy sấy Electrolux thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng có một số cái lưu ý để các bạn vệ sinh chuẩn và chính xác. Tại vì khi mà vệ sinh ok thì sấy nó sẽ nhanh khô hơn. Thì có một số điểm mà chúng ta cần lưu ý như sau. Thì trước tiên á, là cái vị trí phía sau nha. Nếu mà các bạn nào hạ được máy xuống á, còn nếu mà không hạ được máy xuống thì bỏ qua cái bước này. Tại vì ở phía sau á, thì cũng nên vệ sinh, tại vì vệ sinh được càng kỹ thì càng tốt. Nhưng mà thường thường mình đặt lên không, bê lên hạ xuống nó phức tạp lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình cũng nên bê xuống để mình kiểm tra cho nó đầy đủ. Thì đó, thì trước tiên là mình sẽ kiểm tra, thứ nhất là phía sau này nó sẽ có bụi rất nhiều. Sau dưới cái lồng nằm phía dưới này, này. Bụi rất nhiều và mình sẽ hút. Còn các bạn nào mà lật ngược lên á thì cũng phải cẩn thận, tại vì bụi khi mà nó nằm phía dưới, là cái bo nằm phía dưới á, bo điện tử nằm phía dưới mà lật ngược lại á, thì nó đôi lúc nó cũng nó dễ ẩm hơn, thì cái bo điện tử nó sẽ dễ hư hơn. Thì cẩn thận thôi, nhưng mà cũng không sao đâu, thì mình chỉ có làm cho nó chuẩn thôi. Đó, rồi còn phía dưới thì mình quay cái này để mình lật này, tùy theo dòng máy sấy, nhưng mà máy sấy mới thì phải quay xuống về chiều đó để đúng cái tay mình móc ra được á, là được. Thì móc ra mình hút bụi cái này đi cho nó ok. Còn cái máy đời cũ thì nó không có cái kiểu ảnh bên này, không cần xoay đấy được. Rồi cái thứ ba là mình thường mình chỉ có vệ sinh vận hành á, thể nguyên vệ sinh thì vệ sinh cái lọc sơ vải này thôi. Thì mình cái này là hàng ngày, sau mỗi mẹ sấy thì mình phải vệ sinh rồi để cho sấy nó ok rồi. Thì phía dưới này các bạn chú ý này, nếu các bạn nào xài lâu năm á, các bạn nào xài lâu năm và cái hoặc là cái lọc sơ vải thỉnh thoảng nó bị lủng bị ấy á, là cái sơ vải là nó thổi ở đây này, cát kết là nó hay rớt trong đây nhiều lắm. Các bạn nào mà xài công suất lâu hoặc là nhiều rồi ấy, thì nó sẽ bị đọng trong đây một đống. Có nhiều người này nó lên cao luôn đó, như cái máy này, máy mới này nó chống này đó. Còn máy này mình xem thì nó cũng có một ít. Thì nếu các bạn có đồ hút bụi thì hút hết cái này đi, nó mới cặn gì đó đi. Còn một số bạn thì nó không để ý, với lại cái bộ lọc này nó đôi lúc nó bị lụng nhỏ nhỏ thì bụi nó vô nó sâu lắm, nên mình đặt nghẹt ở trong đó. Thì mình có phải có cái đổ hút bụi giống như mình làm thiết kế cái đổ hút bụi để cho hút cho nó chuẩn. Thì cái này dĩ nhiên là cái phần này thì như có bạn là cần hút, có bạn không, nhưng mà thường nếu mà đặt xuôi này thì thường nó bụi nó dính vào trong đó, thì cố gắng mình hút cho nó sạch để nó thông hơi, nó tốt thông hơi tốt thì nó sẽ sấy nó nhanh khô hơn và đỡ tốn điện hơn. Và cái lượng sấy, lượng tiêu thụ điện trong cái nhà sấy của mình là nó chiếm hơn 50%, nên cố gắng mà xử lý cho nó tốt đó. Mình đây có muốn hút bụi, cái ống của mình cũng xài cái ống chế, cái ống 21, một ống 21 ngoài, để cái đầu nó nhỏ, nó vừa lấy chui vào thì mình có thể hút được bụi nó dễ dàng đó. Thì giống như cái này này đó, mình hút hai bên nó sẽ ok hơn, nó có chui được vào trong đó, rồi bụi viết thì mình sẽ hút được. Thì cố gắng làm mấy cái này, tại vì mấy cái này là mình cũng không cần hạ xuống, thì mình mà hút được nó tốt thì nó sẽ thông hoa, thông hơi nó sẽ ok hơn. Hoa ok thì nó sấy thì nó nhanh hơn mà đỡ tốn điện hơn. Nói chung là nhiều thứ nên vệ sinh. Thì nếu bạn nào làm được thì nên vệ sinh đó, mình hút một bụp mà nó sẽ ok. Nó hút ấy, tại vì cái bụi vải nó nhiều lắm, làm nó lúc bịt mũi thì đeo khẩu trang, chứ nó bụi mịn kinh lắm. Nếu mà nào ấy nó hút rồi lúc nó bám mà không có đám đó. Thì nếu mà làm sạch thì nó sẽ thông thoáng hơn thôi. Nó mình hút xong cái đám này để xuống nó hút dưới đáy, tại vì cái đế đáy này thật sự nó khó lắm. Làm cái ống 21 mà canh mới rút vào mà mới hút được. Rồi cạnh rác tùm lum trong nhiều, có nhiều bạn mình đi kiểm tra ấy là thấy một đống trong đó. Thì giờ rồi cái bạn này, nếu mà bạn nào hạ xuống được đó, thì cái việc kiểm tra bạn nào mà sử dụng cái máy sấy mà sử dụng có ống gen á, ống gen phía sau mà đi thẳng không sao, còn ống gen mà nó có gấp khúc hay cua ở đâu đó
thì lâu lâu cũng phải kiểm tra, tại vì cái bụi á nó đọng ở dưới á, tại dưới cái ống ren mình nó khất, nó không phải thẳng. Nếu mà ống nhựa thì nó thẳng nó thổi ra, còn ống ren nó vẫn giữ một lượng bụi bẩn nó gom lại, tại vì nó gờ cái mặt thổi thế thì không thể nào ra hết, thì nó bám ở trong đó. Nếu mà bà nào mà có thể dụ được cái đó ra thì nó sẽ đỡ hơn. Còn bên mình thì thường là ống nhựa, như ống ren thì từ dưới thẳng đứng lên trên, nó gần như nó không gấp khúc được. Rồi mà nào có gấp khúc thì nên để tháo ra để dụ ống vệ sinh, hoặc là dùng cái gì đó hút phun gì đó đút vô cho nó dễ. Tại vì nhưng mà thường thường con ghen là nó dày đặc ở trong đó, nên chú ý cái đó. Các bạn nào ấy thì gần Tết hay ấy thì khi nào vệ sinh sâu quá thì cố gắng vệ sinh mấy cái đó cho nó ok tí. Cái nắp đậy phía trước này thì có thế hệ cũ thì nó bằng, thế hệ mới thì nó đóng lại. Thì nhiều bạn không biết, các bạn nào mà ví dụ không dùng thông hơi thì mở cái phía trước này ra, bạn dùng thông hơi đóng phía trước này. Có một số bạn không biết vẫn lắp thông hơi mà vẫn bật phía trước. Nói chung họ nhiều bạn không biết sử dụng ấy. Mấy bạn mới thì sau đó làm biết, nhưng mà để nhiều bạn mới làm không biết đó. Giờ mình cứ hút bụi xung quanh cái vỏ này cùng cái viền này, nó cũng nhiều bụi chứ. Hoặc là các bạn này dùng khăn ướt mình lau sạch, này bụi nó dính trong mấy cái ron của cao su á, nó cũng dính trong đó, thì nó một rồi mình bẻ cái ron cao su ra mình hút thì nó thì đỡ hơn, nhanh hơn. Còn lâu ấy thì mình lau cho nó nhanh, lâu ngày thì nó sẽ sạch, nó đỡ hơn. So với lại cái việc mà lâu thì mình dặn như lâu lâu mình mới hút thôi, chứ cũng lười làm, nhưng mà cũng một năm cũng hút mấy lần để cho nó sạch, chứ không hút thì nó bệnh lắm. Cố gắng làm thôi, nó sạch máy móc nhìn cho nó ổn chút, tại vì đã vận hành thì nhiều bạn lắp vô cũng chỉ là chặt thôi, chứ không biết vận hành nhiều. Cố gắng là sạch sẽ thôi là tốt nhất để máy móc vận hành trơn tru, nó sạch sẽ. Còn đây là cái máy nó vướng nhiều bụi này, do lâu năm quá rồi, xài lâu năm quá rồi, không chú ý cái phần này ấy. Nên bụi nó đám, đóng báo lại một số lần, một số con máy thì nó bị lục cái túi thì nó càng đầy ác. Gắp ra thì nó cả tạng trong. Cái này vừa gắp sơ sơ rồi mình quay nguyên nó là nhiều lắm, cả tạng vậy. Cái này là con này gắp rồi quay con này cũng nhiều hơn. Con này thì cũng đóng ở trong này. Thì nói chung là những các bạn nào mà làm lâu rồi, cỡ hơn 5-2 năm rồi, thì xem kỹ là thế nào nó cũng đóng ở trong đó. Tại vì tích càng ngày càng tích nhiều đó, đó thì mình gấp ra tạng mấy không chú ý tới. Cái này của một bạn không chú ý tới đó, gấp ra một nguyên nhúng mà. Thì nó có nhiều máy là nó cao đến gần tới trên này luôn. Cao gần tới, một lần mình đè cái đó xuống là nó đè xuống là làm kín và nó không có thoát hơi được. Thoát hơi không chỉ nhiên thoát được, mà thoát chậm, nó không có thông thoáng, thì cái này là siêu tốn điện luôn. Nếu mà lắp kỹ cái này ra thì nó ok, thì nó thông thoáng và nó hết. Chỉ sơ cho các bạn để các bạn chú ý về vấn đề này, tại vì nhiều bạn không chú ý và cũng nghĩ nó bình thường. Đôi lúc mình soi vô mình thấy nó bùi nhỏ nhỏ, nhưng mà lúc mà mình gắp vô, mình gắp thường thường dài gắp xuống sâu xuống dưới thì nó sẽ ra nhiều. Tại vì mình gắp rồi mình hút bùi được, còn khi mà tại vì cái ống mình ống 21 mà máy bụi nó còn mặn mà hút vô, là cái ống 21 nó hút không được, tại vì bụi nhiều quá rồi. Kín của ống 21 luôn, cái máy nó hút không nổi luôn mà. Nó nhiều như vậy thì máy nào lấy cái hụ cái này. Nó hút vô nó kín luôn, tự động kín cái ống luôn, nó hút không được thường á. Lấy cái đó mình gắp ra trước. Đó. Gắp ra trước thì mình hút nó sẽ được. Mình hút là chỉ có những cái bụi nào mà đại rác nó rơi ra thôi, còn cái bụi tạng vậy thì máy nó hút được, là do cái ống của mình á. Nó nhỏ, hút vô trong thì
thì cái tảng lớn thì nó bị kín cái phía trước của mình, nó khó được, nó rè rè, nên mình tốt nhất là mình buộc cái nắp, nắp dài dài á, nắp này được 30 40 gì đó, gấp lại ngắn ngắn thì gấp được, gấp đó cái này xong chưa, có cái tảng gấp xong thì ok hơn. Giờ nó là cao quá thì thấy nó sấy nó lâu khô thì mới đầu móc ra thì thấy là làm xong là ok thôi. Thì một số lưu ý cho các bạn biết về cách vệ sinh mà máy sấy electrolux, máy sấy quần áo để các bạn vận hành nó ok hơn. Thì nhiều bạn không biết nên mình giới thiệu thôi, còn bạn nào biết rồi thì thôi, tại vì nhiều anh em thì biết rồi. Mới thì chú ý cái vấn đề này để lâu lâu mình xem lại tí thì mình biết có đầy chưa, có nhiều ấy không thì hút bụi hay làm gì đó cho nó sạch đó. Ok thì rồi, có thể các bạn sơ về các vệ sinh này. Máy sấy electrolux thôi. Bạn nào thích thì hãy like và đăng ký kênh để xem những video kế tiếp về cách vận hành sử dụng máy giặt, máy sấy cũng như tôi ưu về những gì các bạn thấy nha. Ok, xin chào tạm biệt các bạn. Chúc bạn nghe vui vẻ. Bye bye.